Nhà bà một mình ở ở chối kia. Ừ, ba lại ở dưới kia. Ừ, bà ở chối. Đây cái nóc nhà này bà ngủ tối mưa nó không rồi à bà? Có cháu ạ. Khu này đẹp mà, khu này. Đấy. Đấy. Nhìn đấy. Đây mình khí đây này. Ở quanh khu này có một cái bà ở một mình ở đoạn nào bác nhỉ? Nhà bà một mình ở ở chỗ kia. Ừ, bà lại ở dưới kia. Ừ, bà ở chỗ kia. Bà phát ở đâu? À bà ơi, cho con nhé. Đây trong nhà thôi. Quay nó đã. Cháu hôm nay là cũng đi khảo sát rồi mà. Đấy, bọn cháu đang bảo có cái dự án của nhà nước tài trợ ấy. Đó, mà chuyển cho bà lên kia kia. Nhưng mà bữa tối nay sao mà ở được.
Đây cái nóc nhà này bà ngủ tối mưa nó không rồi hả bà? Ờ có ạ. À, bà cũng có ở làm thế nào? Đến hôm nay thì không được ở đây. Thế thì bà ở đây vách cửa nhà đâu hết rồi mà nó không ở thế này cả lộn cổ xuống dưới kia bà. À không vui. Cái cửa sổ này đâu bà? Cái này không có chỗ để ngăn nào bà? Cái này không nào bà già rồi không nó hú nó trôi đi thôi. Đây, nó hú nó vào đây này, đây này, rác thì còn nhà đây này, rác không phải đến phần đây này. Thế ở đây chẳng nguy hiểm lắm hả bà? Ờ, mới là nguy hiểm rồi nhưng mà làm thế nào? Bà không có ở đâu, bà phải chịu ở rồi. Chiều giáo xuống giáo hộ bà. Ừ. Còn đồng chí cán bộ này thì chiều chắc bận việc ở nhà rồi không? Chiều vâng. mình cháu giáo xuống hộ bà phát thôi. Vâng. Một mình bà cũng không phát được, giờ như này phải lấy máy về phát, bà cũng không biết cầm máy. Cháu với hộ bà lấy máy về phát thì bà rất cảm ơn các cháu nhiều. Bây giờ thì cũng muộn rồi, bọn cháu cũng chỉ cho bà chú thôi. Vâng. Bà thúc tắc bà phát được thì phát. Vâng. Ở quanh quanh khu này này. Muộn rồi, trời cũng mưa về rồi. Thế thì bà cũng về thôi. Mưa ướt đấy. Thế là tí đầu giờ chiều bà đi theo bà cháu đi lên xem cái nhà nhé. Vâng. Bộ nhà xem có ưng với mắt bà không thì nghĩ bà không bà cháu chuyển về cho. Che mưa che nắng rồi thôi. Bà cháu không nước lũ không vào đến thì bà tốt rồi, bà cảm ơn rồi. Chắc mà. Ô, bà ở được. Chào cháu nhá. Ừ. Nhìn đấy. Ở đây mình khí đây này. Cái này nó sẽ ra yeah.
giao cho bà nhé. Bà giữ như cái này là cái tờ đất với lại cái bộ nhà này này. Con chắc mà. Ô. Rồi bà về là bà cháu nghỉ ngơi đó. Chiều xem hộ bà được cái gì thì hộ thôi. Bây giờ bọn cháu chỉ làm nhiệm vụ thôn xá giao cho bọn cháu xuống, giờ bọn cháu giao cho bà cái ngôi nhà với lại mảnh đất đấy thôi. Nên bây giờ thì bọn cháu về nhà ăn cơm vợ con nữa, hoặc là chiều nếu mà cháu dành thì cháu xuống hộ bà phát ở dưới kia. Rồi bọn cháu đi về nhé. Về không nhỉ?